Chào các bạn, ngay bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn trẻ sử dụng cái công cụ tăng chỉnh cắt xích. Đây là công cụ cắt xích của xe đạp, nó rất là nhỏ gọn. Nếu nó nhỏ gọn thì nó lại hơi khó làm, tại vì nó hơi bị đau tay một xíu. Cái này các bạn có thể mua ở các shop xe đạp hay là các tiệm bán đồ xe đạp với giá khoảng độ 50.000 đồng. Và trên mạng thì cũng có nơi bán giá 60-70 và thậm chí là 100.000 đồng. Giao hàng tận nơi, tùy theo cái nhu cầu của mình. Và hiện nay, đây các bạn nhìn xem, xích các loại. Ngày nay các bạn chơi chích. Chơi chích thì cái nhu cầu mà thay cái hệ số truyền của bộ đĩa và cái nhông đằng sau thường xuyên. Thì nên là mỗi lần mình thay cái hệ số như vậy thì mình sẽ cần phải cắt xích đi hoặc nối xích vào. Nếu như các bạn không có hai ba bộ xích thì các bạn sẽ phải sử dụng những động tác nối vào. Đây là những đoạn xích thừa. Đó, tôi sẽ làm demo để nối thử cho bạn xem. Đây là những cái mẫu xích các bạn nhìn thấy rất nhiều loại. Đó, sên một mắt, xích một mắt. Đây xích cơ bản. Xích cơ bản là xích thường này các bạn. Đó, xích hạt đậu. Thì cho dù nó là kiểu nào đi chăng nữa thì nguyên lý của nó vẫn là giống nhau thôi. Để mà cắt một đoạn xích thì ta sẽ, các bạn thấy một cái chốt này. Thì mình sẽ đục cái chốt này chui qua bên đây. Và mình không cần đục hết, đục còn dính là một chút và mình sẽ rút cái này ra. Bây giờ tôi sẽ cắt thử cái đoạn này ra làm hai các bạn nhé. Đây, giả sử mình sẽ cắt ở ngay chỗ này. Đó, mình sẽ để nó vào đây. Đó, để sợi xích lọt vào đây. Đó, và mình tăng đưa cho cái này, này. Tăng đưa con ốc màu đen này cho nó vừa đủ cứng. Vừa đủ cứng tay. Sau đó mình vặn con này qua. Đó, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy rằng là cái mũi đinh này, cái mũi thép màu đen này nó sẽ đâm thẳng vào cái chốt. Đó, màu trắng. Sau đó mình sẽ vặn. Đó, lực này cũng phải cần một lực khá là mạnh. Khá là mạnh. Tại vì cái cây này nó hơi ngắn. Ok. Đó, các bạn nhìn xem. Đó, cái mũi đinh này của mình bắt đầu nó xuyên qua. Đó, và bây giờ nó sẽ nhẹ hơn một chút rồi. Vặn từ từ, khi cảm thấy hơi cứng đó, là mình mở cho ra là được rồi đó. Giờ mình sẽ mở ra và lấy cái xích ra, mở ốc này ra. Và bây giờ chúng ta lấy ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả là như thế này. Đây, mục đích của mình ban nãy là đục cái chốt này từ bên đây qua bên đây. Đó, nó sẽ ra như thế này. Và bây giờ nó đã đứt sợi xích này ra. Như vậy là động tác cắt của ta đã thành công. Đó, tôi sẽ nối trở lại. Nối hai cái này lại với nhau. Tôi sẽ nối trở lại cho bạn xem. Thì nhìn đây các bạn thấy rằng là mình chỉ việc ướm nó vào thế này và đóng cái chốt này qua. Đó, bây giờ mình sẽ để xích vào đây. Bắt đầu vặn cái chốt đi qua.
các bạn để ý vặn cho nó ngay đúng tâm, nếu nó lệch qua là sẽ rất là bị trượt ra ngoài. Các bạn nhìn thấy cái chốt nó chạy từ từ qua này. Cái chốt nó đang chạy từ từ qua. Đó, gần qua hết rồi nhưng mà ok. À, rất là đều rồi các bạn. Thì sau khi mình nối xong thì mình sẽ bẻ thử vài lần xem nó có trơn hay không. Bây giờ để tôi làm lại một lần nữa cho các bạn xem nhé, một lần nữa. Tâm của cái mũi nhọn này nó phải thẳng vào cái trục của cái xích. Rồi, ok, giờ mình sẽ vặn nó vào. Mình làm 2-3 lần thì mình sẽ thuần thục hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy cứng quá thì có thể sử dụng một cái ống sắt gì đó để nối cái cây này cho nó dài ra để mình cầm cho nó có lực hơn. Còn cái này nó bé quá cho nên là ban nãy mình lố hơi nhiều cho nên giờ mình để ý canh tinh mắt nhìn cái đoạn này cho nó vừa. Tới mức độ nào mình cần dừng lại là mình dừng. Ok, được rồi đó. Rất là đẹp. Mình làm lần thứ hai mình sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Đó, mình chưa quen với cái công cụ. Đó, đương nhiên là cái khớp nối này luôn luôn nó sẽ bị hơi chật một chút, nhưng mà các bạn yên tâm, khi mình lắp vào xe mình chạy vài vòng mà nó sẽ giãn ra trở lại. Vậy là mình đã nối thành công một đoạn xích. Rất là nhanh gọn các bạn. Chúc các bạn thành công.